Khánh Linh xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ân tình của mẹ cha dẫu ta có dành cả đời trả nợ cũng không đền đáp được hết. Khi có cơ hội để báo ơn, đừng bao giờ quên báo ơn người đã thắt từng khúc ruột để sinh ra bạn. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến câu chuyện cảm động của một bé gái 14 tuổi đã có một hành động vô cùng cảm mến để cứu sống người cha 62 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, cần phải ghép tủy để kéo dài sự sống. Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ có tủy của cô con gái 14 tuổi, tên Trân, là phù hợp nhất, nhưng em còn quá nhỏ và không đủ điều kiện cân nặng để hiến tủy. Để cứu cha, ngày nào Trân cũng cố gắng ăn thịt mỡ để tăng cân, thứ đồ ăn mà em từng rất ghét. Trân cũng rất sợ tiêm, ghét uống thuốc. Nhưng giờ đây, mỗi ngày cô bé đều đến bệnh viện để kiểm tra, làm xét nghiệm. Trân hy vọng cha mình sẽ không gặp biến chứng gì, có thể sống cùng em thật lâu. Xin kính mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện đầy cảm động này. Cô bé 14 tuổi ngày nào cũng cố ăn thịt mỡ để cứu cha. Dẫu trả nợ cả đời cũng không đền đáp nổi ân tình cha mẹ. Câu chuyện của Trân đã chạm đến trái tim nhiều người. Độc giả Phùng Quang Khoa tâm sự trên VN Express. 14 tuổi, ôi thật là xúc động. Cầu cho em sẽ không bị sao và cha em sẽ sống thêm được lâu hơn. Còn độc giả Trịnh Đức Hiển Minh bình luận: đạo nghĩa làm con, em đã làm tròn. Em xứng đáng là tấm gương cho tất cả những ai hiện còn cha còn mẹ đang tuổi già sức yếu. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc. Lòng hiếu thảo là một trong những đức tính tốt đẹp nhất của con người. Người xưa nói: trong trăm cái thiện, chữ hiếu đứng đầu. Bách thiện hiếu vi tiên. Nếu như Trung Hoa có vương tường tìm cá trong băng tuyết, Tử Lộ cõng gạo nuôi cha mẹ, Chu Thọ Xương tử quan tìm mẹ, vân vân, thì Việt Nam từ xưa đến nay cũng có rất nhiều tấm gương hiếu thảo. Tự Đức có lẽ là ông vua duy nhất bị mẹ đánh đòn trong lịch sử. Năm đó, vua đi săn, chẳng may gặp lụt bất ngờ, không kịp về lo liệu ngày kỵ của tiên hoàng Thiệu Trị. Nhà vua Hiếu Thuận vội vàng đội mưa đến quỳ tạ tội với mẹ là Thái hậu Tử Dũ. Ông còn chủ động dâng roi mây, nằm xuống chịu đòn. Cuốn sách Đánh thức yêu thương, những tấm gương hiếu thảo ngày nay của nhà sách Phương Nam kể lại 27 câu chuyện có thật trong đời thường về những người con chí hiếu. Trong đó có Phan Văn Tài 22 tuổi, quê ở thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam. Tài là con trai một trong nhà, mẹ bị bệnh mà nhà nghèo không có tiền chạy chữa. Em đã giao bán thận của mình để có tiền cứu mẹ. Còn có cậu bé Lê Văn Chiến, 12 tuổi ở Thanh Chương, Nghệ An, mò cua bắt ốc nuôi bà nội. Hàng ngày, ngoài một buổi đi học, Chiến lại lội xuống ruộng hay ao hồ mò cua bắt ốc, hoặc đi cuốc sau má bà lấy tiền nuôi bà và nuôi dưỡng ước mơ được đi học. Câu chuyện đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Kỳ thực, dầu chúng ta có hiếu thảo tới đâu cũng không đền đáp nổi ân tình của cha mẹ. Xương thịt này là cha mẹ ban cho. Người mẹ trải qua 9 tháng mang thai lao nhọc, cơ thể thường nặng nề mệt mỏi. Dinh dưỡng cho con là rút từ xương thịt của mẹ. Có người mẹ sinh con xong thì loãng xương, suy nhược. Sinh con, mẹ trải qua bao đau đớn, có khi nguy hiểm đến tính mạnh. Nuôi nấng con trẻ càng vô cùng vất vả, biết bao đêm thức trắng, lưng mỏi tay đau, tinh thần hao tổn. Dạy dỗ con nên người lại càng khó khăn, chỉ bảo con từng ly từng tí, con dại cái mang. Cha mẹ tần tảo hy sinh, dành hết tất cả những gì mình có cho con, tới tận khi sức tàn lực kiệt. Điền Đế Quốc, người được chọn là một trong 10 thanh niên xuất sắc của năm ở Trung Quốc vì hiến thận cứu mẹ
đã nói: người khác đều có cống hiến cho đất nước, còn tôi chỉ là một việc mà người con nên làm. Tôi chỉ làm được một chút việc nhỏ, không thể so sánh được vạn phần ơn đức cha mẹ đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy khi nhận danh hiệu thanh niên xuất sắc có chút hổ thẹn. Việc làm hiếu thảo này của Điền Thế Quốc đã làm cho rất nhiều bạn bè thân thiết đều cảm động. Và những ai gặp anh đều nói: năm nay cho dù bận thế nào cũng nhất định phải về nhà thăm cha, thăm mẹ. Thực ra, một việc làm hiếu thảo sẽ mang tới vận khí tốt cho toàn xã hội, sẽ làm thức tỉnh lòng hiếu thảo tri ân báo ân của nhiều người hơn nữa. Quả đúng như bài thơ của học sĩ Quách Cư Kính đời nhà Nguyên: hiếu hạnh xưa nay vẫn đứng đầu, gương soi cảnh tỉnh mãi dài lâu. Sinh thành dưỡng dục công non thái, nghĩa cử đáp đền tự bể sâu. Đạo đức suy đồi gây bất ổn, luân thường loạn tường tạo thương đau. Thành tâm hướng thiện cầu an lạc, khổ nạn tiêu tan rõ nhiệm màu. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.